Mến chào anh em đam mê dòng chó săn xứ Thái Lan. Bữa giờ do thời tiết giao mùa thì bên trại chó săn xứ Thái Lan thì mình cũng thường xuyên gọi là khử trùng, và chó hiện tại từ bên Thái Lan về cũng rất là nhiều anh em. Hiện tại đợt trước thì mình cũng về từ 15 tới 20 con rồi, cũng giao gần hết. Tiếp tới thì mình cũng về thêm từ 10 đến 15 con nữa để giao cho những anh em nuôi gia công. Thì anh em nào đã đặt những con chó nhập bên Trung Lùng thì vui lòng chờ tầm khoảng chừng nửa tuần tới hoặc tuần kia nữa anh em ha. Hôm tối hôm qua thì tầm cỡ 2-3 giờ tối thì trời có mưa ở bên trại chó săn Xứ Thái Lan mình nè. Thì sáng nay thì trời cũng mát mẻ và công việc hiện tại giờ mình cũng đang rất là chậm lại rồi, cũng như là xong rồi khử trùng rồi. Thì thường thời tiết giao mùa giữa sắp tới mùa xuân ấy, thì thường xảy ra những cái dịch bệnh hay ta gọi là dịch đường ruột, bệnh Ravo hay Care đó anh em. Nên anh em nào nuôi sinh sản hoặc là nuôi về vấn đề nuôi chó thì cũng nên để ý về phần này để Trung Lùng chia sẻ. Sáng hôm nay thì trời đẹp, thôi thì Trung Lùng cũng giới thiệu cho anh em đây là một con cái tên là Coca anh em ha. Nếu anh em nào đã sở hữu những con cái này thì anh em cũng biết cái dòng cái Coca này trước đó là mình phối với báo đen. Con báo đen là một con đực nhập khẩu bên Thái Lan về full đen, lưỡi đen. Về cái tính cách của nó rất là ác nha anh em ha. Nó không biết quen với người lạ và biết cực kỳ giữ nhà rất là giỏi luôn, tiếng sổ cực kỳ ok luôn. Đó là mình phối với con Coca này. Tiếp tới đây thì mình cũng tiếp tục phối với con Coca nha anh em, để ra cho những cái hậu vệ màu đen full, cũng giống như những anh em nào nuôi để làm ăn, nuôi để mà giữ nhà giữ giường, thích những cái dạng chó phong thủy mà nó đen full, nó đen từ cái lớp da, nó đen từ cái móng, nó đen từ tất tần tật hết luôn nha anh em ha. Đó, nên là cái con Coca này anh em nhìn thấy đây là một cái chất lông tương đối là gọi là một chất lông cực kỳ đẹp luôn. Nó gọi là màu đen, đen mà đen lông chuột anh em ha, rất là sát lông luôn. Thì tiếp Trung Lùng thì nói chung là cũng những anh em chơi hệ phong thủy thì cũng biết rồi, những cái con chó đen này là nó được phân ra là nó thuộc cái hành thủy, mà chó mà thuộc hành thủy á là nó cũng rất là kỵ về cái vấn đề là về vấn đề ma quỷ anh em. Nên là hắc khuyển á, hay ta còn gọi là gom lại là nước động, chúng ta sự kết hợp giữa cái âm hỏa và dương hỏa, nó chứa cái thân hợp lại là đinh nhâm hợp hay tư hải xung hợp thành dương khí. Mình thì cũng có nghiên cứu về một số cái vấn đề phong thủy nên cũng chia sẻ cho anh em. Vì vậy nên anh em nếu mà anh em coi anh em biết thì sẽ có cái truyền thuyết về linh cẩu thực nhật, như là một con chó đen á, con chó mà phong thủy á thì cái thân và cái toàn thân của nó đen tuyền. Nên là cái loại mà đen tuyền mà lưỡi đen mà móng đen luôn á là về cái dương khí của nó rất là mạnh. Người ta xem như những con chó đó cực kỳ quý. Nó có thể là anh em sở hữu những con chó đen có thể xua đuổi được tà ma anh em ha, và tránh được những cái linh hồn xấu bằng cách là sử dụng máu và răng của nó rất là cực kỳ ok luôn. Hắc khuyển á là những con chó có thể phá được ma, mà còn gọi là phá được các loại bùa chú luôn nha. Nếu mà muốn xua đuổi mà tà ma, anh em có thể dùng máu của những con chó mực này nè, có thể xua đuổi được tà ma. Thì đó là một về vấn đề tâm linh khi mà mình nghiên cứu con chó đen. Người ta thường nói cái con chó mà ban đêm mà nó sủa vô cớ á, nếu mà con chó nó sủa âm ỉ á, nhất định là chó nó đã nhìn thấy cái thứ gì mà người ta không nhìn thấy. Bởi vì răng con chó có thể xua đuổi tà ma, mà răng con chó đen là càng rất là tốt luôn. Những cái ô uế đó nó rất là cực kỳ sợ chó. Vì vậy răng con chó nó có linh khí và nó thuộc là cái hàng dương. Nên là tuy nhiên cái vị trí mà nuôi nó cũng được anh em cũng phải chú ý là chúng nó bị khắc mạnh với cái tốn với phong hướng đông nam. Thực tế con chó nó kỵ gió lùa. Nếu mà cửa đông nam của dinh thự mà mở ra, cửa này nó sẽ không xung khắc với con chó nha anh em. Con cún mà nó càng bị gió vô nhiều là thêm bệnh tật. Hướng bắc nó cũng tương tự. Nếu cổng nhà mà không mở, nếu bốn hướng thích hợp để nuôi chó là phải nhốt chó. Bạn có thể đặt cái củ chó ở bốn hướng có thể là lợi, có lợi cho con chó đen. Chẳng hạn như là ở hướng tây bắc nè, hướng đông bắc nè, hướng nam hoặc hướng đông. Đó, anh em có thể xem tham khảo. Thì đây là mình cũng là biết sơ sơ về cái vấn đề mà những con chó phong thủy thì chia sẻ lại cho anh em một cách rất là sơ sài. Thì mong anh em nào mà có những kiến thức mà về nuôi những con chó đen mà tốt thì cứ chia sẻ Trung Lùng. Thì mình biết bao nhiêu cũng chia sẻ cho anh em bao nhiêu. Cảm ơn anh em rất là nhiều.